Xuân Hồng xin thân ái chào tái ngộ đến tất cả quý vị yêu thích cái show Lửa Hồng. Kính thưa quý vị, lời đầu tiên hết cho phép Xuân Hồng xin cảm ơn quý vị nhé. Chân thành cảm ơn quý vị đã ủng hộ Xuân Hồng trong suốt thời gian qua. Ủng hộ những cái món ăn trên show Lửa Hồng nè, ủng hộ những món ăn ở nhà hàng Nha Trang của Xuân Hồng nè. Rồi bây giờ quý vị lại ủng hộ cái bộ kem dưỡng da rất là tốt của Xuân Hồng, đó là bộ kem Sanoderm nữa. Cảm ơn quý vị nhiều lắm. Và để tỏ lòng biết ơn đến tất cả quý vị đã ủng hộ Xuân Hồng, hôm nay Xuân Hồng sẽ tặng cho quý vị một món bánh ngọt. Cái món bánh này quý vị thấy không, ở Việt Nam mình bây giờ cũng không có nữa quý vị. Ở Việt Nam bây giờ có tiền đi kiếm cũng hơi bị khó. Cũng giống như vừa rồi là món bánh canh ngọt của Xuân Hồng đó. Xuân Hồng đã làm tặng tất cả quý vị, ai nấy cũng nói ồ cái món này lâu quá không thấy. Thì hôm nay một lần nữa cái món bánh này cũng lâu lắm rồi quý vị chưa thấy, thậm chí trên hè phố Sài Gòn cũng không thấy nữa. Đó là món bánh tai yến. Xin mời quý vị vào bếp. Kính thưa quý vị, cái món bánh tai yến nghe quen quen nhưng mà cũng là lạ đúng nè. Khi mà mình làm cái bánh này ra đó quý vị, nó có hình dáng giống như một tổ chim yến. Tức là cái tổ yến mà quý vị thường thường là các cụ, các bà mình lớn tuổi mà yếu yếu đó, quý vị đi ra tiệm thuốc bắc mua những cái tổ chim yến về để mình chưng cắp thủy với đường phèn cho các bà, các cụ mình ăn đó. Mắc tiền vô cùng quý vị. Thì hôm nay mình làm cái món bánh này rẻ tiền chứ không mắc tiền. Nó có hình dạng giống chim yến thôi, đó là bánh tai yến. Bây giờ Xuân Hồng với quý vị bắt tay vào làm bánh tai yến nha. Quý vị nhìn thấy cái vật liệu trên bàn của Xuân Hồng rất là đơn giản, phải không nè? Chẳng có gì hết trơn á. Chỉ có bột gạo, bột nếp với lại cái nước cốt dừa, rồi con chút xíu baking soda nữa quý vị. Nhưng mà cái bánh tai yến này làm cũng phải khéo một chút xíu, tại vì cái bánh nó đơn giản như vậy nhưng mà thành công là khi mà cái bánh tổ bánh tai yến á, xung quanh cái bánh á, là phải nhúng 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 lại nó giòn, mà ở giữa cái bánh là phải có độ dẻo dẻo mềm mềm. Mà nếu mà tinh ý quý vị xé ra, quý vị sẽ thấy là nó có rễ tre giống như là mình ăn bánh bò nướng vậy đó quý vị. Đó, ngộ vậy đó. Nhưng mà để thành công như vậy cũng phải khéo khéo một chút xíu. Thứ nhất quý vị phải quậy bột cho đúng. Thứ hai mình chiên cũng là một cả nghệ thuật. Chiên làm sao, canh lửa làm sao để có cái bánh tai yến mà cái viền xung quanh cái bánh đó, nó giòn ngon ơi là ngon, mà ở trong đó là nó mềm mềm mà nó có rễ tre giống như là bánh bò nướng hoặc là bánh bò hấp vậy. Thôi Xuân Hồng với quý vị làm thử bánh tai yến nha. Ngay bên nước Mỹ này mình làm thử coi ăn nó ngon không. Và vật liệu rất là dễ, rất là đơn giản. Đó là chúng ta dùng một gạo. Thì cái liều lượng ngày hôm nay Xuân Hồng dùng cũng nhiều lắm. Tại vì Xuân Hồng muốn dùng hết một cái lon nước cốt dừa rồi đó. Nếu như quý vị nhà ít người thì quý vị dùng cỡ một nửa recipe ngày hôm nay thôi. Nhưng mà Xuân Hồng dùng hết một lon nước cốt dừa. Xuân Hồng dùng cái recipe này nó hơi nhiều một chút xíu. Nhưng mà không sao đâu, quý vị chiên cái bánh này ra để một cái rổ vậy đó quý vị. Xuân Hồng tin chắc là 5-10 phút sau thôi là hết sạch rồi. Tại cái bánh này nó ngộ lắm, càng ăn càng thấy ghiền mà nó đơn giản nhưng mà ăn vào nó ngon vô cùng. Đó là bánh tai yến nha. Bây giờ Xuân Hồng đi lấy cái con dao, cái kéo để mình cắt cái bao bột gạo ra. Quý vị dùng cho Xuân Hồng là 3 cắp bột gạo. Cái này đây quý vị. Quý vị thấy bây giờ này là nấu đằng phụ nữ mình, nhất là phụ nữ Việt Nam quý vị ha, nấu ăn là một cái sở thích đam mê rồi đã chớ, nhưng mà làm đẹp cũng là một cái sở thích mà cũng không thể nào chị em phụ nữ nào mà bỏ qua được đúng này. Cho nên nấu ăn với làm đẹp Xuân Hồng mê lắm quý vị, thích vô cùng. Rồi đây là 3 cắp gạo, bột gạo. Xuân Hồng lấy cái cắp nha quý vị nhé. Đây là một cái cắp nè, cái đo lường đó. Xuân Hồng đong 3 cắp cho quý vị xem. Nhớ quý vị phải lấy cái sóng dao mình gạt đi thì nó mới đúng. Và cái bánh này làm nhanh lắm, đơn giản lắm quý vị, nhưng mà mình phải chiên chút xíu cho khéo nha. Đây là một cắp nữa quý vị. Rồi Xuân Hồng dùng thêm 2 cắp nữa. Quý vị nhớ lấy cái sóng dao mình gạt cái bột cho nó bằng, chứ không thôi là nó dư bột ra thì nó bột nó bị khô. Mà ví dụ như cái bột của quý vị mà nó mua nó cũ đó, nhiều khi mình cho nước vào nó không đủ, quý vị có thể chăm chút xíu nước vào, không sao hết. Và cái này là do cái kinh nghiệm nấu nướng, từ từ quý vị sẽ thấy canh nước đúng, phải không nè. Rồi Xuân Hồng đong 3 cắp gạo, bột gạo nha quý vị. Rồi đây là 3 cắp bột gạo còn dư, Xuân Hồng để qua một bên. Rồi bây giờ quý vị phải có bột nếp trong này nữa quý vị. Nếu mà không có bột nếp nó không thành bánh tai yến như hồi xưa quý vị ăn ở Việt Nam, ở Sài Gòn đâu. Xuân Hồng dùng 1 cắp bột nếp nha, 3 cắp bột gạo, 1 cắp bột nếp. Rồi bây giờ Xuân Hồng lấy thêm 1 cắp bột nếp nữa nè quý vị. Xuân Hồng nhắc lại gạo quý vị đông, bột gạo, bột nếp quý vị đông, nhớ đông gạt bằng mặt cho Xuân Hồng.
đừng có đông đầy quá nha quý vị nhé. Đầy quá thì cái bột mình nó bị cứng. Mà ví dụ đi, ví dụ lỡ đông mà cái bột mình nó cũ, tại bột gạo, bột nếp quý vị thấy nó từng đợt khác nhau, và nhiều khi chợ mới đưa bột mới về, hoặc là nhiều khi chợ để cái bột cũ lâu quá rồi, thì quý vị khi mà mình làm bánh đó, mình canh đó, mình thấy hơi khô một chút xíu, quý vị cho thêm vào một muỗng canh, một nước lạnh nhé, cho một muỗng canh nước lạnh, ví dụ vậy thôi. Rồi mình quậy lên rồi mình bắt đầu đổ bánh. Đó, giống như bánh xèo, bánh khọt, quý vị cũng phải là canh canh nước một chút xíu. Nhưng mà cái recipe của Xuân Hồng ngày hôm nay là như vậy: 3 cắp bột gạo, 1 cắp bột nếp. Rồi, Xuân Hồng cho vào tô rồi đúng không nè. Bây giờ Xuân Hồng sẽ lấy cái tô, Xuân Hồng cho nước cốt dừa vào và cộng thêm nước lạnh nữa. Đó, quý vị thấy bây giờ Xuân Hồng là có một lon nước cốt dừa 14 ao. Xuân Hồng nhắc lại là với 3 cắp bột gạo, 1 cắp bột nếp, Xuân Hồng dùng một lon nước cốt dừa. Và một lon nước cốt dừa này Xuân Hồng sẽ cho vào cái tô, và sau đó Xuân Hồng sẽ cho vào microwave 1 phút đồng hồ cùng với lượng đường cát để cho cái nước cốt dừa mình nó tan với đường cát. Và đồng thời cái nước cốt dừa mình, quý vị biết không, nó ấm ấm một chút xíu khi mà mình pha bột đó, nó nở bột ra để mình làm bánh cho nó có rễ tre. Rồi bây giờ Xuân Hồng lấy cái tô này quý vị. Xuân Hồng khui một lon nước cốt dừa cho vào. Đây là một lon nước cốt dừa cho quý vị 14 ao. Xuân Hồng nhắc lại đây là lon nước cốt dừa 14 ao. Xuân Hồng khui ra cho vào đây. Rồi bây giờ Xuân Hồng sẽ đông vào cái lon nước cốt dừa này 1 cốc rưỡi đường cát. 1 cốc rưỡi quý vị đông vơi vơi thôi nha, đừng có đông đầy quá nó ngọt lắm. Tại vì mình bánh mình nó ngọt quá không có ngon đúng nè. Rồi 1 cốc rưỡi đường cát, cái này là nửa cốc Xuân Hồng đông, 3 cái này là 1 cốc rưỡi nha quý vị. Hồng cũng đông vơi vơi chứ không có đông đầy. Rồi đây là 1 cốc rưỡi đường cát, Xuân Hồng cho thêm tí tí muối, khoảng 1/4 muỗng cà phê muối thôi quý vị, cho nó đậm đà chút xíu vậy thôi. Đây, bây giờ Xuân Hồng nhắc lại một lần nữa: 1 lon nước cốt dừa 14 ao, 1 cốc rưỡi đường cát và 1/4 muỗng cà phê muối. Xuân Hồng cho vào tô, cho vào microwave 1 phút đồng hồ nha quý vị. 1 phút để cho cái nước dừa mình nó ấm ấm lên, nó đường nó tan nhưng mà lại cái bột mình nó có rễ tre. Kính thưa quý vị, Xuân Hồng với quý vị đang làm món bánh tai yến ngon lắm. Cái món này nó đơn giản nhưng mà không biết tại sao đó quý vị, càng ăn càng ghiền, nó béo béo, nó giòn giòn, nó ngọt ngọt, nó thơm thơm, lạ lùng lắm, rất là đơn giản nhưng mà lại ngon. Bây giờ Xuân Hồng nhắc lại một lần nữa cái liều lượng làm bánh tai yến ngày hôm nay. Để thành công cái món bánh tai yến này, thứ nhất quý vị pha lượng bột gạo, bột nếp làm sao cho nó tương xứng, nó đều với nhau, nó đúng. Cái thứ hai là phải có nước cốt dừa và Xuân Hồng phải cho thêm nước lạnh nữa. Rồi cái thứ ba là quý vị phải canh lửa để chiên, chiên làm sao để bánh tai yến mà nó nhúng vào phía bên ngoài thì nó nhúng lại và nó giòn, mà phía bên trong vẫn còn dẻo còn mềm mà nó có rễ tre, nếu mà quý vị tinh yến một chút xíu, phải không nè. Xuân Hồng nhắc lại: 3 cốc bột gạo, 1 cốc bột nếp, 1 lon nước cốt dừa 14 ao, và quý vị đông vào 1 cốc rưỡi đường cát và 1/4 muỗng cà phê muối. Quý vị cho vào microwave 1 phút đồng hồ, sau đó quý vị đem ra hòa tan. Rồi quý vị nhìn thấy nè, đây là một lon nước cốt dừa với lại 1 cốc rưỡi đường cát Xuân Hồng đã cho vào microwave 1 phút đồng hồ. Đó quý vị thấy bây giờ Xuân Hồng hòa đều lên nhé. Quý vị sẽ thấy nước cốt dừa của mình nó ấm ấm, nó hơi bốc khói một chút xíu, không sao hết. Quý vị hòa tan như thế này cho đường mình nó tan trong nước cốt dừa đi quý vị. Và đồng thời cái nước cốt dừa nó ấm ấm, Xuân Hồng muốn cho bột nó nở ra. Đó, quý vị thấy là một cái món bánh rất đơn giản nhưng mà mình cũng nhiều công đoạn lắm ha quý vị ha, để ý chút xíu nữa bánh mình mới thành công á. Cái gì cũng vậy quý vị ha, phải chăm sóc, phải chu đáo, phải để ý một chút xíu cơ. Rồi bây giờ Xuân Hồng sẽ đó, Xuân Hồng thấy nó tan tan, Xuân Hồng cho tất cả nước cốt dừa với đường cát vào trong cái bột mà mình đã đông sẵn rồi. Đó, Hồng vét xuống hết nha, quý vị nhớ vét hết nước xuống chứ không thôi là nó thiếu nước của mình. Rồi bây giờ Xuân Hồng lại đông vào đây nữa là 1 cốc rưỡi nước lạnh. Xuân Hồng lấy cái cốc ra, đây là nửa cốc nha quý vị nhé. Xuân Hồng đông thêm 1 cốc rưỡi nước lạnh cho vào đây. Nửa cốc nè, 1 cốc nè,
Rồi, 1 cắp rưỡi nước lọc. Đó, quý vị thấy. Và bây giờ quý vị quậy bột lên cho nó tan đều ra, nó hòa quyện lại với nhau. Và khi quý vị hòa bột với lại nước, dừa, nước nó hòa tan với nhau rồi, quý vị cho vào đây cho Xuân Hồng nửa muỗng cà phê baking soda. Baking soda là cái này đây quý vị, người Mỹ người ta hay dùng mà nướng bánh, còn Việt Nam mình dùng cho vào tủ lạnh cho cái tủ lạnh mình nó khỏi hôi đó. Thích ha quý vị ha, là một cái món bánh đơn giản mà ngon lắm. Mà Xuân Hồng biết không biết sao quý vị, bánh này bây giờ hiếm, bên này cũng không có ai làm bán, mà bên Việt Nam cũng vậy, nó hiếm lắm. Có nhiều cái món ăn Việt Nam mình rất là ngon, đơn giản, giản dị, nhưng mà sau này tự nhiên thấy không còn nữa, thấy buồn buồn quý vị ha. Thấy tự nhiên cái món ăn Việt Nam mình đáng hãnh diện lắm, tự nhiên sau này kiếm không thấy nữa. Cũng giống như cái món bánh canh ngọt vừa rồi Xuân Hồng giới thiệu với quý vị đó. Ôi thôi, Xuân Hồng nhận được không biết bao nhiêu email với lại số phone mà quý vị gọi kiếm Xuân Hồng. Quý vị nói là có cô kia cậu nói là con ơi, Xuân Hồng ơi, con làm món bánh canh ngọt đó, con đã nhắc cho cô nhớ lại cái kỷ niệm hồi xưa cô còn trẻ. Cô có bầu 5 đứa con, 5 đứa con của cô khi có bầu, cô đều thèm món bánh canh ngọt mà cô ăn bánh canh ngọt chừa cơm luôn. Bây giờ con làm cái bánh canh ngọt, bây giờ cô đã lớn tuổi lắm rồi nhưng cô nhớ lại cái kỷ niệm hồi xưa cô mang bầu 5 đứa nhỏ quá. Nghe rất là thương ha quý vị. Cảm ơn quý vị nhiều nha. Hy vọng là cái show Lửa Hồng này tiếp tục là đem đến cho quý vị những cái món ăn đậm đà hương vị quê hương và gợi lại cho quý vị nhớ lại. Quý vị nhiều nha. Hy vọng là cái show Lửa Hồng này tiếp tục là đem đến cho quý vị những cái món ăn đậm đà hương vị quê hương và gợi lại cho quý vị nhớ lại những cái những kỷ niệm ngày xưa mà nhiều khi mình nghĩ nó đã chôn vùi trong ký ức rồi, nhưng mà bây giờ tự nhiên thấy cái món ăn của Xuân Hồng nó bùng dậy đúng không nè. Rồi bây giờ Xuân Hồng nhắc lại đây là mình đang làm bánh tai yến. 3 cắp bột gạo, quý vị nhớ đông vơi thôi nha, đừng có đông đầy là nó ấy đó, nó dư bột. 1 cắp bột nếp, 1 lon nước cốt dừa 14 ao, 1 cắp rưỡi đường cát, 1/4 muỗng cà phê muối và nửa muỗng cà phê baking soda. Đó, nước cốt dừa với lại đường thì quý vị cho vào microwave. Bây giờ Xuân Hồng bỏ vào đây nửa muỗng cà phê baking soda này quý vị. Quậy tan đều lên. Và Xuân Hồng nhắc lại là khi chiên quý vị cũng phải thử bột. Tại vì bột mình có nhiều khi bột cũ đó, thì cái lượng Xuân Hồng hôm nay quý vị chiên cái bánh nó sẽ bị dày. Khi mà bánh nó dày quá chứng tỏ bột mình nó hơi đặc, thì quý vị cho vào đây thêm 1 muỗng canh nước lạnh nhé. Rồi sau đó có thể là 2 muỗng canh nước lạnh. Ví dụ vậy quý vị châm nước thêm tí vào để mình chiên được cái bánh tai yến vừa ý. Rồi bây giờ Xuân Hồng để bột nở khoảng 5-10 phút. Sau đó Xuân Hồng sẽ qua bên kia chiên bánh. Và bên này Xuân Hồng đã có cái chảo dầu rồi, Xuân Hồng đã để cho nóng rồi. Quý vị với Xuân Hồng sẽ chiên bánh nè, chiên từng cái bánh tai yến làm sao mà ở ngoài giòn, ở trong nó mềm mềm, dẻo dẻo, mà ăn vào nó ngọt ngọt, béo béo, thơm thơm, càng ăn càng thấy ghiền nha quý vị. Cảm ơn quý vị nhiều lắm. Bây giờ Xuân Hồng với quý vị sẽ chuẩn bị đi chiên bánh tai yến. Kính thưa quý vị, Xuân Hồng với quý vị chuẩn bị chiên bánh tai yến nha. Bên này là cái chảo dầu Xuân Hồng đang nóng nè, quý vị thấy Xuân Hồng thử dầu, tại rất là quan trọng quý vị. Nếu mà dầu mà nó yếu đó, nó chưa đủ độ nóng đó, mà mình chiên bánh tai yến nó sẽ không có nhúng vào phía bên ngoài. Tại vì quý vị tưởng tượng dầu yếu thì bột cho vào nó không có nhúng lại đúng không nè. Nhưng mà dầu mặn quá thì bánh chưa chín mà đã khét rồi. Cho nên mình thử độ dầu, tức là nóng vừa đủ, không quá yếu mà cũng không quá mạnh. Xuân Hồng để lửa medium khoảng 10 đến 15 phút. Thì Xuân Hồng cắm chiếc đũa vào, quý vị thấy là cái đũa của mình á, nó sủi sủi bọt lên đó, thấy không quý vị? Nó sủi sủi bọt lên cái đũa của Xuân Hồng nè. Đó, nó sủi bọt như thế này là được. Nếu mà sủi bọt mạnh, sùi lên mạnh quá thì cái đó là lửa quá mạnh. Mà sùi lên yếu thì đứng đỏ là cái dầu mình nó yếu quá. Xuân Hồng để như thế này là ok nè quý vị. Đó, rồi bây giờ Xuân Hồng bắt đầu chiên nha. Quý vị nhìn thấy nè, đây là bột Xuân Hồng với quý vị quậy xong rồi đúng không nè. Quý vị nhớ khi mình chiên bánh mình phải quậy đều lên, nhưng khi bột nó ở dưới đó, và cái độ lỏng của bột nó như thế này. Đây mình thử một cái coi sao cho quý vị, có thể mình thêm nước hoặc là thêm bột tùy theo. Rồi cái chảo dầu như vậy quý vị cho đổ vào cái lòng chảo, mỏng dày tùy theo ý thích của mình, nhưng mà đừng có dày quá thì ăn nó ngán, mà mỏng quá thì nó không có để che, phải không nè. Mình đổ vừa phải như thế này quý vị. Đó quý vị thấy. Rồi cái bánh của mình sẽ từ từ ở đầu nó nổi lên. Thì những cái vụn, cái bột vụn như thế này tí nữa mình vớt mình bỏ đi nha quý vị. Đây là cái bánh mà mình bánh tai yến mà mình chiên hồi nữa nó sẽ nhúng phía bên ngoài. Đó quý vị thấy. Thì khi mình múc bột vô chắc chắn là nó sẽ có những cái vụn như vậy, quý vị bỏ đi hoặc là lấy vật vớt đi. Rồi tiếp cho quý vị nhé, thì mình để lửa cho nó vàng. Rồi Xuân Hồng tiếp tục chiên cho quý vị xem nè. Mình lấy bột mình gạt gạt bột chút xíu đi nha. Đó quý vị thấy, đó. Tùy theo to lớn, nhỏ hay lớn mà quý vị muốn thì cái bánh mình nó sẽ nổi lên như thế, nó nhúng xung quanh lại quý vị thấy không. Rồi mình tăng lửa lên nè quý vị.
Và Xuân Hồng tiếp tục chiên nè quý vị. Và quý vị đừng có cho bánh, đừng có cho một bánh chiên bánh nhiều cái một lần nha quý vị. Vừa vừa thôi, tại vì nếu mà chiên nhiều quá thì cái bánh mình nó không có vàng đều. Đó. Hồi đó quý vị thấy nó vàng lên sẽ rất là giống cái tổ chiên yến. Cái chiên bánh cũng là một nghệ thuật quý vị, cái bánh tay yến này nó khó vậy đó. Nhiều khi thấy nó đơn giản lắm nhưng mà nó khó quý vị ha. Phải canh độ lửa làm sao mà cái bánh mà nó xèo một cái xong nó nổi lên. Thì như vậy thì xung quanh cái bánh nó mới có độ nhúng lại, nó vàng lại, nó giòn rụm mà. Còn khi giữa đó thì nó vẫn còn dẻo dẻo, vẫn mềm mềm. Và Xuân Hồng đổ bột quý vị nhìn thấy nè. Đó, đổ nhanh như thế này nha. Rồi đem cái bột ra chỗ khác thì nó bánh mình nó nổi lên. Đó quý vị thấy là để có cái công thức bột như thế này Xuân Hồng làm không biết bao nhiêu lần đó quý vị. Một cái bánh tay yến này Xuân Hồng mê quá à, ngon ơi là ngon vậy đó. Rồi quý vị làm nè, đổ bột nè. Tuyệt vời. Đó quý vị thấy cái bánh tay yến thành công là như thế này. Đây quý vị, Xuân Hồng cầm lên cho quý vị xem. Phía bên ngoài của cái bánh thì nó nhúng nhúng lại như thế này. Nó nhúng nhúng lại và nó giòn tan à. Phía bên trong thì vẫn còn mềm mềm dẻo dẻo. Nếu mà Xuân Hồng cắt ra làm hai cho quý vị xem thì ở phía bên trong này nó có cái rễ tre đó quý vị. Nó có rễ tre phía trong đó. Quý vị nhìn thấy nè, đẹp ha quý vị ha. Y chang một tổ chim yến. Tuyệt vời. Đó là cái bột mình đã pha thành công và cái dầu mình đã canh nóng đúng cái độ của nó. Rồi Xuân Hồng tiếp tục chiên cho quý vị xem nha. Mấy loại bánh khác Xuân Hồng chiên vài cái là quý vị thấy là ok rồi ha, phải không nè? Nhưng mà cái bánh này phải chiên nhiều lần cho quý vị thấy. Đó, mình ngưng nha quý vị, đừng có lớn quá. Bánh tội, bánh tay yến mà lớn quá thì lại không đẹp. Nổi lên như thế này rồi nhúng lại, đó. Tuyệt vời. Tiếp nha quý vị. Đó, quý vị thấy chiên một lần 4-5 cái như thế này thôi, đừng có chiên nhiều quá. Rồi bên này quý vị thấy sao bánh mình chiên trong lúc chiên đó, nó có những cái vụn vụn đó quý vị phải vớt bỏ đi nha, chứ không thôi là nó khét cái chảo dầu của mình. Rồi Xuân Hồng nhắc lại một lần nữa cái cách làm bánh tay yến ngày hôm nay. Mặc dù một cái bánh mà đơn giản lắm, rất là giản dị, vật liệu làm chỉ có vài ba cái vật liệu thôi, nhưng mà phải đòi hỏi mình có kinh nghiệm là thứ nhất. Thứ hai, phải có một người cho mình cái recipe chính xác thì mình chiên ra mới đúng cái bánh tay yến mà hồi xưa mình ăn ở Sài Gòn, đúng không nè. Xuân Hồng hỏi người thân mình ở Việt Nam, nó hỏi là ồ bây giờ có còn thấy bánh tay yến người ta bán không? Thì người thân của Xuân Hồng hay bạn bè Xuân Hồng nói là không thấy bán nữa quý vị. Nó tuyệt chủng nó như vậy, nó hiếm như vậy đó. Thì bây giờ là Xuân Hồng phải mày mò, muốn ăn thì sao, phải lăn vào bếp, phải tự làm đúng không nè. Thì Xuân Hồng làm bao nhiêu lần mới có cái recipe để mà làm bánh tay yến ngon đến như thế này. Để Xuân Hồng kính tặng tất cả quý vị yêu thích cái show Lửa Hồng mỗi lần mà làm cái món bánh nào ngon hay là cái món ăn nào ngon, tự nhiên Xuân Hồng nhủ với lòng mình, ồ mình sẽ làm cái món này trên show Lửa Hồng để tặng tất cả quý vị. Đó quý vị thấy sao vậy? Cái bánh tay yến này đó Xuân Hồng làm không biết bao nhiêu lần quý vị. Từ cái khâu mà canh lửa rồi chiên bánh rồi như thế nào đó để nó thành công thì như thế này. Quý vị làm ăn thử nha, cho gia đình thưởng thức ngay trên xứ người này. Mình có những cái bánh mà hồi xưa mình hay ăn đó quý vị thấy, cũng giống như bánh chuối hấp nè, bánh canh ngọt nè, những cái bánh mà tưởng chừng như đơn giản mà khó làm lắm thì Xuân Hồng đã làm tặng quý vị hết rồi. Và một lần nữa đây là cái bánh tay yến để tặng tất cả quý vị của show Lửa Hồng. Và cảm ơn quý vị nhiều lắm đã ủng hộ Xuân Hồng trong suốt thời gian qua nha. Những cái gì Xuân Hồng làm quý vị ủng hộ hết trơn á, Xuân Hồng xúc động lắm, cảm ơn quý vị nhiều. Và hy vọng là cơ bằng nói một cách nôm na là trời không phụ lòng người đó quý vị. Thôi mình cứ sống tốt, mình quan tâm đến người khác thì cuối cùng người khác cũng thương mình, đúng không nè. Và cảm ơn quý vị. Bây giờ Xuân Hồng chuẩn bị vớt bánh tay yến ra nè quý vị. Tuyệt vời. Quý vị nhìn thấy là đó, giống y tổ chim yến vậy. Ở ngoài phải nhúng nhúng như vậy đó quý vị. Ở ngoài nó phải nhúng 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 như thế này, giòn tan à. Mà phía trong là phải mềm mềm dẻo dẻo đó quý vị, như nó thấm dầu nha. Rồi bây giờ không còn chần chừ gì nữa đâu, Xuân Hồng xếp bánh ra rồi Xuân Hồng sẽ xếp ra cái dĩa rồi mình sẽ làm một ly trà nóng, mời quý vị dùng thử cái bánh tay yến nha. Kính thưa quý vị, bánh tay yến thì Xuân Hồng đang chiên nhưng mà Xuân Hồng đã được một số bánh ở đây rồi, Xuân Hồng phải nôn nóng quá, Xuân Hồng phải bày biện ra dĩa mời quý vị dùng thử nha. Rồi Xuân Hồng sẽ ăn thử để coi quý vị thấy là có phải là ở ngoài giòn, cái viền bánh thì giòn rụm mà mở trong là còn dẻo dẻo và có cái rễ tre không, đúng không nè.
Cái hồng xếp bánh ra cái rổ tre nhìn cho giống ở Việt Nam. Wow, thích ghê quý vị. Không biết quý vị sao chứ Xuân Hồng làm một cái bánh nào đó mà mình phải bỏ công sức ra mới thành công á, Xuân Hồng vui lắm. Tuyệt vời. Rồi, bây giờ Xuân Hồng đem qua bên kia quý vị. Quý vị nhìn thấy bánh tay yến của Xuân Hồng ngon quá phải không quý vị? Xuân Hồng mới nói với anh Tài Văn Kiên quay phim cho Xuân Hồng á, em Xuân Hồng nói là em làm được cái bánh này em vui quá, em thích quá à. Tại vì cái bánh này coi vậy chứ mà khó làm lắm. Và hơn nữa là bây giờ nhiều khi mình thấy khó làm, mình không làm có tiền mình đâu mua được đâu, đâu chỗ nào bán, mình ăn đâu luôn nè. Nên Xuân Hồng làm sau khi thành công cái bánh này Xuân Hồng vui ơi là vui. Mà vui hơn nữa là khi mà được share với quý vị, được đem cái niềm vui này share với tất cả mọi người, nhất là quý vị của show Lửa Hồng phải không nè. Xuân Hồng cảm ơn quý vị nha. Bây giờ Xuân Hồng ăn thử rồi nói cho quý vị biết nó ngon như thế nào. Quý vị thấy cái bánh tay yến thành công là xung quanh cái viền bánh nó nhúng nhúng lại như thế này, nó co lại nó nhúng nhúng như thế này, ở giữa là vẫn còn mềm nè quý vị. Và khi mình ăn cái viền bánh thì giòn mà phía trong thì nó mềm mềm, nó lạ lùng vậy đó. Nhưng mà để làm một cái bánh này cũng phải cần là rất là nhiều kinh nghiệm chiên. Mà hôm nay Xuân Hồng ăn thử quý vị coi nè. Quý vị nghe không, giòn vô cùng, đó là cái viền bánh. Ngọt ngọt, béo béo, thơm thơm, một cái vị nữa mà nó ngon mà nó khó tả lắm quý vị. Tại vì khi mình chiên đó, nó béo của nước cốt dừa nó hòa lẫn với lại cái vị ngọt của đường, nhưng mà làm sao đó mà nó giòn, mà ăn chút xíu vô tận trong cái bánh thì lại nó dẻo dẻo. Wow, ngon quá. Cái bánh này tôi không nói thiệt á quý vị là nhớ trừ hao nhiều nhiều một chút xíu, chứ cái này mà ăn chút xíu là nó hết liền rồi quý vị. Ăn hết cái này thì thấy còn thèm nữa, cái ăn nữa rồi hết rồi nào không hay. Xuân Hồng cảm ơn quý vị nha, cảm ơn quý vị nhiều lắm đã ủng hộ Xuân Hồng trong suốt thời gian qua. Đặc biệt là cái món bánh tay yến ngon như thế này mà theo cái công thức chính xác của Xuân Hồng sẽ làm thành công cái món bánh tay yến. Xuân Hồng dành tặng tất cả quý vị của show Lửa Hồng, tất cả quý vị đã ủng hộ cho Xuân Hồng nè, ủng hộ nhà hàng Nha Trang và ủng hộ bộ kem, bộ dưỡng da, bộ kem dưỡng da làm ngay tại Mỹ của Xuân Hồng, đó là bộ kem Sanoderm. Quý vị đã gọi nhiều lắm, quý vị order về xài thử cái bộ kem Sanoderm và gọi lại cho Xuân Hồng nói là em ơi, chị mới xài mấy ngày mà sao da chị mướt mát mượt mà quá. Cảm ơn quý vị nhiều. Khi quý vị ăn những món ăn ngon, quý vị có làn da đẹp, đó là niềm vui của Xuân Hồng. Cảm ơn quý vị nhiều và hẹn gặp lại quý vị trong cái show Lửa Hồng lần sau. Bye bye quý vị.